tại tỉnh Nghệ An do ảnh hưởng từ cơn bão số 3 từ chiều tối qua ngày 5 tháng 9, các địa phương đã bắt đầu có mưa lớn và gió giật. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, phức tạp. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra đối với nhân dân, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị ứng phó với cơn bão này. Theo đó, ngay trong cuộc họp đột xuất ứng phó bão số 3 vào sáng nay, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Công an các đơn vị địa phương tập trung cao độ, không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống bão lũ. Từ 14 giờ chiều ngày 6 tháng 9, bố trí trực 100% quân số và có phương án bố trí các trang thiết bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Đặc biệt theo dõi sát thông tin dự báo diễn biến của cơn bão, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Bên cạnh công tác đảm bảo an toàn các công trình, trang thiết bị, trụ sở làm việc, ưu tiên hàng đầu được lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác định là cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, thông tin kịp thời cho nhân dân, bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của nhân dân, tổ chức di rời sơ tán người dân ra khỏi khu vực dễ bị ảnh hưởng trực tiếp của lũ lụt, sạt lở đất đá. Có biện pháp thông báo, cảnh báo kịp thời khu vực nguy hiểm cho nhân dân biết để chủ động ứng phó. Đối với những khu vực có nguy cơ cao, phải có biện pháp kiên quyết di rời sơ tán đến nơi an toàn. Ngay trong sáng nay, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã thành lập các đoàn trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại các địa phương.